truy cập ngay murobot.vn nếu bạn đang có nhu cầu nạp Robux giá rẻ, cũng như cày thuê các tựa game hot nhất hiện tại trên Roblox, uy tín, nhanh chóng và chất lượng. Bạn lựa ngay tại murobot.vn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình trong BeSwarm Simulator. Đây là video thứ hai trong chuỗi series liên quan tới BeMart 2021. Video này mình sẽ đưa thông tin tới các bạn về cái Mushroom, mặc dù mình đã có video cách đây khoảng tầm vài ngày để hướng dẫn các bạn cách triệu hồi Mushroom. Video này mình sẽ cùng nói lại nha. Tại vì sao mình lại đề cập tới Mushroom? Điển hình chúng ta có hai nhiệm vụ của con Bee, Buckle Bee và Riley Bee. Nó ghi nè, defeat rare mushroom, bushroom ha, bushroom. Từ cánh đồng Blue Flower Field, Bamboo Field, defeat 5 con, rare. Còn con Riley Bee là 5 con rare mushroom từ Mushroom Field, từ Strawberry Field và từ Row Field. Thì chúng ta phải biết cách triệu hồi nó và tìm nó như thế nào, có tốn kém hay không, có cần thời gian chờ đợi hay không. Tất cả sẽ có trong video này nha. Đầu tiên á, là chúng ta sẽ nói về thời gian đi. À, tức là miễn phí, chúng ta vẫn có thể triệu hồi, à không phải, mình vẫn có thể chờ nó xuất hiện miễn phí trong hai cột mốc thời gian của một tiếng, các bạn lưu ý kỹ nha. Cột mốc 15 phút và cột mốc 45 phút. Cái thời gian nó xuất hiện trong 5 phút, nó giống giống con WinDB á, con WinDB là 10 phút đúng không? Cho dù các bạn tiêu diệt nó tới mức độ nào thì nó cũng sau 5 phút sẽ biến mất. Rồi hiện tại thời điểm mình quay video là 11 giờ 14 phút rồi nè, còn 1 phút nữa. Điều đó tức là sao? Các bạn sẽ canh vào cái mốc 15 phút của mỗi tiếng và 45 phút của mỗi tiếng. Tức là 11 giờ 15 nè, 11 giờ 45 nè, 12 giờ 15 nè. Bây giờ mình sẽ bay lên trên đây ha, để cùng đón xem là cái con Bushroom theo thời gian, tức là triệu hồi miễn phí á, nó sẽ xuất hiện cái đồng nào. Về cái cấp độ hiếm của Bushroom, mình sẽ có 4 cấp độ: Normal là bình thường, Rare là hơi hiếm, Epic là khủng khiếp và Legendary tức là huyền thoại. Thì nói tóm lại là Common nè ha, Rare, Epic và Legendary. Cấp độ càng hiếm, máu sẽ càng trâu, phần thưởng sẽ càng nhiều. Và cái nấm nó sẽ gọi là lớn dần, mỗi khi bạn tiêu diệt nó sẽ phân bào ra từng cái con khác nhau, bay tứ lung tung. Điều này có nghĩa là nếu các bạn muốn defeat được một con Bushroom ở trên cánh đồng như nhiệm vụ thì phải cầu may thôi. Cầu may khi mà chúng ta tiêu diệt xong nó phân bào, nó bay tới những cánh đồng đúng ngay cánh đồng nhiệm vụ. Và nó lại trong trạng thái rare nữa. Tại vì mình sẽ không quyết định được, tức là không triệu hồi được con rare hay triệu hồi được con legendary. Nó giống như là các bạn khi mà cho cái mầm cây sprout á, cái này nè, hên xui nó cho mình rare, cho mình epic, cho mình legendary, thì cây nấm cũng vậy, cứ tiêu diệt nó văng tới cánh đồng đó thì ok, không văng thì các bạn cứ đi farm tiếp tục như vậy. Cho nên có thể nói là cái nhiệm vụ Riley Bee và Buckle Bee khá là chua. Hôm qua khá là may mắn mình farm ở trên cánh đồng pine tree thì cái Bushroom nó ra hai con rare trên cánh đồng pine tree đó, mình tiêu diệt nó nên đây mình có 2/5. Rồi, mình đã thấy được cái cây Bushroom. Để tiêu diệt nó thì chúng ta chỉ việc đi lại gần thôi. Phải farm gần cây nấm thì nó mới dính đam nha các bạn. Khi các bạn tiêu diệt xong thì nó sẽ bay cái bào tử lên trên cánh đồng khác. Nó lại văng đi rồi. Đây là cấp 3 ha, cứ farm gần nó. Đây là bào tử nè, nó bay tới chỗ khác. Còn 2 phút 16 giây các bạn thấy không? Rồi, nó bay tiếp rồi. Nó cho mình phần thưởng khá là nhiều nha. Các bạn rất là dễ đi kiếm được những cái food nè, những cái treat, những cái ticket. Cây nấm này không phải sự kiện nha. Cây nấm này là con quái mới trong game. Nó sẽ tồn tại vĩnh viễn. Chỉ cần chúng ta biết cách triệu hồi thôi. Rare Bushroom nè. Ok chưa các bạn? Cấp 5 máu 195.000. Thì nó ngang ngang với cấp 6 của một cây Bushroom bình thường. Thì đó là cách đầu tiên nha. Các bạn cứ canh 2 móc giờ ở trong 1 tiếng đồng hồ. Móc 15 phút và móc 45 phút. Và cách thứ hai là chúng ta liên quan tới cái planter mình đã giới thiệu cho các bạn trong video trước. Cái đó là cách mình triệu hồi có điều kiện. Các bạn trồng một cái planter bất kỳ, như dưới này mình có nè, candy planter. Bên đây là plastic planter. Phải đợi nó lên 100%, lưu ý nha. Chúng ta phải đợi nó lên 100%. Thì lên 100% nó cũng sẽ có điều kiện tỷ lệ như cái bảng này. 1 phần 30, 1 phần 10, 1 phần 8, 1 phần 5. Sự triệu hồi hên xui ha. Và cách thứ hai đảm bảo 100%. Đó chính là khi các bạn thấy cái planter của mình nó có xì khói tương đương với cái bào tử. Chắc chắn 100% trên cánh đồng các bạn vừa harvest cái planter, nó cho chúng ta triệu hồi ra một cái Bushroom. Cách thứ ba, có một cái chậu tên là Ticket Planter luôn luôn triệu hồi cây Bushroom. Nhưng các bạn lưu ý, Ticket Planter, Paper Planter, Festive Planter, xài cái nào mất cái đó, nó không có vĩnh viễn như những chậu cây khác. Ticket Planter cũng không có chỗ mua nha. Trong cái shop catalog này các bạn mua được một cái thôi. Còn những cách khác hình như là phải làm nhiệm vụ. Nên tốt nhất là các bạn nên trồng những cái planter khác và cầu may lên 100%. Nó xì khói ra thì sẽ có được Bushroom. Hoặc là như cách mình nói hồi nãy, chờ móc 15 phút và móc 45 phút của mỗi giờ để giúp các bạn có thể kiếm được những item phần thưởng như tích kịch và hoàn thành nhiệm vụ của con Buckle Bee nè và con Riley Bee trong mùa biển bán năm nay. Rồi, thì đó là dung video này về cây nấm. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nha. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.